luôn ạ. Lại còn quay chậm lại nữa. Cả mặt quá. No. Come on, man. Buồn. Có khiên nhưng vẫn bị xuyên qua. Vì sao? Thế thì chỉ có thể là khiên pha ke. Con này bướng đổ nhanh ấy nhở. Đây rồi, thủ phạm bây giờ các bạn ạ. Chiến quá nhở. Đói à? Ăn cái này nhá. Chắc chưa? Buồn. Dung nhan hay cái gì đây? Buồn. Nóng phải biết thì nhìn như này à? Nóng vãi cả trường các bạn ạ. Thì ủa, sắp chết đến nơi rồi còn ngủ à? Đây thì đổ vào mồm, bây giờ thì đổ thẳng vào đầu. Vãi linh hồn. Hello người anh em. Đúng rồi, quạt mạnh tay lên. Có nước à? Đúng rồi, đổ nước đi. Mày. Ôi, ông nào chưa dại đi. Quả chó như này thì chạy đâu cho thoát bây giờ. Ôi, nhìn mắt kìa. Ủa, công gì đấy? Ôi, càng cấm càng làm à? Không thể ngăn cản. Wow, nhìn nó này. Ui, vẫn còn khỏe chan dậy nấy lên bố nhở ông. Sao đâu? Cái bọt càng đẹp ơi. Trời, ba lon của là master luôn à? Người chơi hệ chiến ấy, xuất chiếu. Ui, tóc dài ra rồi. Trường Goku hóa xương ra rồi. Ui, tóc che mắt rồi. Ui, cái đéo gì đây? Đồ lâu giật mình vãi. Vãi chặt đứt luôn ạ. Bình tĩnh thôi, tôi cảm cúng mà. Sao lại mồm đã nó ra? Nhiều virus quá. Nhiều virus này là dở rồi. Ông bạn tiêm nó cái gì đây? Có vẻ virus đáng thoát ra hết các bạn ạ. Ôi, chắc có vẻ khỏi rồi. Bạn tin tôi. Tôi bác sĩ trùm ở đây. Bạc và Phật cũng ghê. Nhưng mà có ghê bằng cái gì của tao không? Một trần trắng à? Đéo gì đấy? Ui, một cây làm chẳng thế non. Ba cây chụp lại thì sủi bỏ. Ui, mẹ con lại sống dài thế. Lại còn hóa quả Phật. Chết con nghĩ mẹ mày đi. Ui, chú nhiều trong đấy thế các em ơi. Hello. Nhìn đáng yêu đấy. Ui, chùm ra rồi. Nó có đen đấy kìa. Nó chặt. Ây da, hip hop à? Anh em tôi hip hop các bạn.